đội hình thi đấu và thông tin lực lượng. Argentina, Andrada chấn thương. Paraguay, không có sự vắng mặt đáng kể nào. Trực tiếp Argentina với Paraguay, nhận trận thua muối mặt ở trận ra quân. Messi và các đồng đội ở Argentina phải lấy lại thể diện bằng 3 điểm trọn vẹn trong cuộc đối đầu với Paraguay. Nhận định chung Argentina với Paraguay, cả Argentina và Paraguay đều có trận ra quân không như ý. Argentina nhận 2 bàn thua trong cuộc đối đầu với Colombia khiến cho họ bị đẩy vào thế khó. Messi và đồng đội buộc phải thắng Paraguay để có thể mở toang con đường vào vòng knockout. Trong khi đó trận hòa 2-2 trước Qatar khiến Paraguay đánh mất lợi thế trước hai cuộc đối đầu cam go ở bảng B với Argentina và Colombia. Huấn luyện viên của Paraguay thậm chí còn tỏ ra bực bội sau trận đấu vừa qua. Lối chơi thiếu đột biến là vấn đề đối với Argentina trong trận đấu vừa qua. Chính vì thế nhiều khả năng huấn luyện viên Scaloni sẽ có những sự thay đổi đáng kể trong đội hình xuất phát. Messi có thể sẽ được chơi cao hơn và để lại nhiệm vụ sáng tạo chuỗi sân cho những cầu thủ trẻ giàu sức sống hơn. Về phía Paraguay, họ tạo ra thế trận tấn công khá ổn trước Qatar. Vấn đề của họ nằm ở sự ổn định khi không thể duy trì trong toàn bộ trận đấu. Vì vậy nếu có thể cải thiện sự tập trung, Paraguay chắc chắn sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho Argentina.